đã hoàn thành lắp mái toàn bộ 40 căn nhà sàn tại dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Dấu ấn hội chợ kinh tế thương mại và du lịch biên giới Trung Việt năm 2024. Hôm nay em đến đây thì em thấy không khí ở đây khá là nhộn nhịp. Thị trường ô tô tại Lào Cai đang trở nên sôi động khi nhu cầu mua xe tăng lên. Tin trong nước và thế giới, tổng lượng khách qua các cảng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 lên đến 10,5 triệu lượt. Thành phố Bánh Gừng, sự kiện chào mừng mùa lễ hội thường niên của người dân Anh đã trở lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung chính vừa rồi đã mở đầu chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 29 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những thông tin chi tiết. Ngày 28 tháng 11 tại thành phố Lào Cai, Cụm số 2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, đồng chí Đồng Minh Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện Liên hiệp 10 tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 2024, Cụm số 2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại, thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị được tăng cường, phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị xã hội về công tác đối ngoại nhân dân. Công tác phi chính phủ nước ngoài được thực hiện theo đúng các thỏa thuận cam kết, tích cực vận động thu hút nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2024, Cụm số 2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Dịp này, các đại biểu đã tiến hành bình bầu và đề xuất Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai và tặng bằng khen cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Giang, Lai Châu. Hội nghị cũng thống nhất Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang đảm nhận vai trò Cụm trưởng Cụm số 2 trong năm 2025. Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại thành phố Lào Cai, sáng nay 29 tháng 11, đoàn đại biểu thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama, Nhật Bản đã đến tham quan khảo sát tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai và cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2. Đoàn đã được lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Lào Cai trong phát triển kinh tế cửa khẩu và nhấn mạnh, với mục tiêu đưa khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trở thành một trung tâm logistics lớn của cả nước, phát triển đa ngành, lĩnh vực, Lào Cai đã dành nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng cửa khẩu, thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch, giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa. Đoàn đại biểu thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama, Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng, cơ hội phát triển cũng như chủ trương của tỉnh Lào Cai về kinh tế cửa khẩu. Khi trở về, đoàn sẽ thông tin, giới thiệu tới các doanh nghiệp của thành phố để tìm hiểu và kết nối giao lưu thương mại. Sau tham quan, khảo sát tại cặp cửa khẩu Lào Cai, đoàn tham quan, khảo sát các khu du lịch trọng điểm của thị xã Sapa để tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế du lịch tại địa phương. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, huyện Bảo Yên đang xác định nguyên nhân của vụ nổ trên đỉnh núi ở Làng Nủ xảy ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 11. Đến thời điểm hiện tại thì vụ nổ chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã có mặt tại thôn Làng Nủ để kiểm tra tình hình, cử tổ công tác tiếp cận khu vực xuất hiện vụ nổ để xác định nguyên nhân ban đầu, tuyên truyền vận động người dân bình tĩnh chờ hướng dẫn ứng phó nếu có sự cố xảy ra. Theo một số người dân đi bẻ ngô ở khu vực đồi gần khu vực xảy ra vụ nổ, sau tiếng nổ lớn thì khói bụi bốc lên mù mịt, phủ trắng cây cối xung quanh. Huyện Bảo Yên đã cử đoàn công tác khẩn trương vào Làng Nủ tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Ban chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện phong tỏa hiện trường, rà soát khu vực, lên phương án ứng phó nếu có tình huống nguy hiểm xảy ra. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bảo Yên, ngày hôm qua đơn vị thi công xây dựng dự án tái thiết thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đã hoàn thành lắp mái toàn bộ 40 căn nhà sàn. Hạng mục nhà văn hóa cộng đồng và điểm trường cũng đã lắp dựng xong khung, sàn và lên tường, đơn vị thi công đang dựng khung sắt chuẩn bị lợp mái. Trên công trường hiện đang duy trì hơn 200 cán bộ chiến sĩ, kỹ sư, công nhân cùng hàng chục phương tiện cơ giới, quyết tâm hoàn thành khu tái định cư trước ngày 22 tháng 12, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Huyện Bảo Yên cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị thi công, tiến hành trồng cây bóng mát, làm vườn hoa, vườn rau, xây dựng cảnh quan khu dân cư. Toàn bộ kinh phí dự án xây dựng tái thiết Làng Nủ được Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Si Ma Cai đã tổ chức bàn giao nhà cho gia đình ông Giàng Seo Chư ở tổ dân phố Phố Cũ, thị trấn Si Ma Cai bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Thuộc diện hộ nghèo, sau mưa bão, nhà ở lại bị sập đổ hoàn toàn. Gia đình ông Giàng Seo Chư được ca sĩ Lê Mận hỗ trợ 100 triệu đồng và các mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng để xây mới nhà ở. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4, 3 gian có tổng trị giá 200 triệu đồng của gia đình ông Chư đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, giúp gia đình an cư. Nhà sập phải dựng lán ở tạm, được các nhà hảo tâm hỗ trợ làm nhà mới kiên cố khang trang hơn nhà cũ thì vui mừng lắm rồi. Sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, huyện Si Ma Cai có 80 nhà ở bị sập đổ hoàn toàn. Từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân, tất cả các hộ dân này đã được hỗ trợ 100 triệu đồng một hộ để khởi công làm mới nhà ở. Đến nay, 10 hộ đã hoàn thành bàn giao nhà. Các hộ còn lại phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2025. Thưa quý vị, với chủ đề phát triển cùng chia sẻ, hợp tác cùng hưởng lợi, Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch Biên giới Trung Việt năm 2024 không chỉ là cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp hai nước mà còn mở ra nhiều triển vọng, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu du lịch qua biên giới. 600 gian hàng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu Trung Quốc đã được lấp đầy. Không khí tham quan mua sắm vô cùng nhộn nhịp. Ngay trong những ngày đầu diễn ra hội chợ, nhiều khách du lịch của Việt Nam đã xuất cảnh để tham gia mua sắm giao lưu. Hôm nay em đến đây thì em thấy không khí ở đây khá là nhộn nhịp. Thì các gian hàng của mình ở bên này thì cũng rất là đa dạng sản phẩm. Đồ ăn rồi nông sản này, cái thứ rất là đa dạng. Thì em đánh giá cao cái hội chợ ngày hôm nay. Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, điện tử, công nghệ thông minh là các sản phẩm thế mạnh của Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam đem đến hội chợ chủ yếu là mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ truyền thống. 200 gian hàng của Việt Nam được ban tổ chức bố trí trong nhà và miễn phí tiền thuê. Những sản phẩm đặc sản địa phương của Việt Nam cũng được nhiều người quan tâm. Ở thị trường Việt Nam là 64 tỉnh thành là tiêu thụ rất là tốt rồi. Cũng rất là mong muốn sang đến bên này mình có thể giới thiệu được cái sản phẩm của mình, xuất khẩu được, có thể là đi ra đường nước ngoài tốt hơn. Có thể những bạn hàng mà đã chấp nhận cái sản phẩm của mình thì đây là một cái kênh tiêu thụ rất là tuyệt vời đối với nông sản của Việt Nam. Đã có những cái bắt tay hợp tác, những hợp đồng kinh tế được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước, mở rộng con đường xuất khẩu đối với một số mặt hàng nông sản Việt. Chúng tôi vừa ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp Hải Yến của Việt Nam để nhập khẩu yến. Dù mới ở giai đoạn đầu thôi, nhưng tôi rất mong làm tổng đại lý yến Việt Nam ở Trung Quốc. Bên lề hội chợ còn diễn ra 4 hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại, tập trung vào các lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, du lịch, thu hút đầu tư. Qua đó, các địa phương doanh nghiệp giữa hai bên tìm được tiếng nói chung để tháo gỡ nút thắt về cơ chế chính sách, tạo đòn bẩy thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch qua biên giới. Đặc biệt là cái điểm nghẽn về chi phí logistics qua cửa khẩu Hà Khẩu và Lào Cai Trung Quốc, cửa khẩu Lào Cai và cửa khẩu Hà Khẩu Trung Quốc. Thì trong thời gian tới, từ những cái hội nghị này, chúng tôi sẽ có cái lộ trình để tính toán với các lực lượng, các ngành để làm sao giảm bớt cái thủ tục, cái chi phí logistics để thuận tiện cho cái xuất khẩu hàng hóa qua hai bên. Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch Biên giới Trung Việt năm 2024 mở ra cơ hội hợp tác đầu tư ở nhiều lĩnh vực thế mạnh giữa hai nước, cùng nhau xây dựng vành đai gương mẫu phát triển vùng biên giới cộng đồng chia sẻ tương lai, làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Việt. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng sinh. Không khí lễ hội đã bắt đầu tràn ngập các cửa hàng, quán cà phê và siêu thị. Các siêu thị, cửa hàng bán đồ Giáng sinh cũng đã nhộn nhịp khách tới chụp ảnh và mua sắm. Từ giữa tháng 11, các siêu thị, nhà sách tại Lào Cai đã bày bán đa dạng các sản phẩm như cây thông Noel, nơ, chuông, dây kim tuyến, hộp quà với mức giá từ bình dân đến cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Cụ thể, các loại cây thông nhỏ và vừa có giá từ 150 đến 750.000 đồng một cây. Loại cây to, cao và được trang trí bắt mắt hơn sẽ có giá cao hơn lên đến vài triệu đồng. Bên cạnh cây thông Noel, giá các loại nơ, chuông, trái trâu, dây kim tuyến, hộp quà cũng không có sự biến động so với năm trước, dao động từ 10.000 đến 40.000 đồng một món. Vòng nguyệt quế từ 160 đến 400.000 đồng một vòng. Người tuyết ông già Noel với nhiều kích thước khác nhau, giá từ 150 đến 450.000 đồng một sản phẩm. Cùng với mua sắm trực tiếp, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã tạo điều kiện cho các mặt hàng Giáng sinh được bán trên các sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Lazada, Shopee, Facebook, TikTok, Zalo, giúp người tiêu dùng mua sắm online một cách dễ dàng, thuận tiện. Thời điểm cuối năm, thị trường ô tô tại Lào Cai đang trở nên sôi động khi nhu cầu mua xe tăng lên và nhiều chương trình khuyến mại ưu đãi giảm thuế đang được các đại lý kinh doanh xe đưa ra để thu hút người tiêu dùng. Thời điểm này, nhiều đại lý kinh doanh xe ô tô tại thành phố Lào Cai đang đẩy mạnh doanh số bán hàng, tư vấn, giới thiệu cho khách hàng lựa chọn mẫu xe phù hợp. Bởi ngày 30 tháng 11 là thời điểm mà Nghị định số 109 năm 2024 của Chính phủ quy định thời gian giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kết thúc. Tôi vẫn chưa có cái nhu cầu lấy xe luôn. Thế nhưng mà khi mà đến đây thì các bạn tư vấn thì là vừa được giảm giá xe, vừa được giảm cái chương trình 50% lệ phí trước bạ trong tháng này. Nên là tôi đã quyết định lấy xe trong tháng này luôn để mà kịp thời cái ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đó. Thì hiện tại mình đang quan tâm đến những dòng xe mà lắp ráp trong nước để được ưu đãi giảm thuế, để giảm cái phần chi phí mà khi mua xe. Đấy thì mình đang quan tâm đến dòng Vios. Đấy thì chi phí lăn bánh và được giảm thuế nó vừa phải, phù hợp với lại cái tài chính hiện tại của mình. Trước ưu đãi đối với xe lắp ráp sản xuất trong nước, các hãng xe nhập khẩu cũng tung ra nhiều chính sách giảm giá, thậm chí có hãng giảm bằng mức 100% tiền phí trước bạ trong dịp này để kích cầu người dân mua xe. Trong tháng 10 vừa rồi thì chúng tôi bán được gần 100 xe trong tháng 10 vừa rồi. Thế như vậy là cái số lượng khách hàng mua xe tăng gấp đôi, gấp 3 lần so với những cái tháng mà chưa có áp dụng lệ phí trước bạ. Ngoài ra thì trong tháng 12 cũng sẽ có một số chương trình kích cầu của hãng nữa để rút ngắn cái số tiền chênh lệch khi khách hàng mua xe trong tháng 11 và tháng 12 để kích cầu thị trường vào thời điểm cuối năm. Và hiện tại thì trung bình một tháng đại lý Toyota bán khoảng 6 đến 70 xe. Và tuy nhiên đến những cái kỳ cuối năm này thì có thể dự kiến sẽ tăng lên khoảng 80-90 xe. Hiện tại thì các dòng mới ra, ví dụ như là dòng Iris Cross, Cora Cross, đấy là những cái dòng tiêu chuẩn, dòng cao cấp, sẽ thu hút được khách hàng. Thứ nhất là có các cái chính sách giảm giá niêm yết này, rồi là hỗ trợ giảm tiền mặt cho khách. Cuối năm, nhu cầu mua sắm lớn là cơ hội để các đại lý ô tô đẩy mạnh doanh số bán hàng. Nhiều đại lý xe ô tô đưa ra chương trình ưu đãi giảm giá bán và kéo dài các chương trình hỗ trợ 50 đến 100% phí trước bạ tới hết tháng 12. Tiếp theo chương trình, tỉnh Thái Nguyên tích cực khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển thủy sản. Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ước tính tổng lượng khách qua các cảng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 lên đến 10,5 triệu lượt, tăng gần 1 triệu lượt của tháng cao điểm Tết 2024. Cục Hàng không đã đồng ý về tăng tối đa khả năng phục vụ các chuyến bay tại các cảng hàng không. Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng lên 46 chuyến bay mỗi giờ, trong khung giờ từ 5 giờ đến 23 giờ 55 phút hàng ngày. Về thời gian chuẩn bị quay đầu cho các chuyến bay đã rút ngắn xuống còn 25 đến 42 phút so với khoảng 60 phút trước đây để tăng hệ số sử dụng tàu bay. Cục sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đặt giữ chỗ giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải, cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Với hơn 400 hồ chứa thủy lợi, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển thủy sản nhằm hình thành vùng nuôi trồng tập trung, sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Với hơn 70 lồng cá thả nuôi trong lòng hồ núi Cốc, mỗi năm Hợp tác xã Nông lâm Thủy sản Đại Từ xuất bán ra thị trường hơn 100 tấn cá thương phẩm với các loại cá đặc sản như cá lăng, cá bỗng, cá hô, chấm đen. Do được nuôi bằng nguồn nước sạch, nguồn thức ăn dồi dào của hồ núi Cốc nên chắc thịt, ngon và thơm được khách hàng ưa chuộng. Đang nuôi cái con cá da trơn là nó có tính hiệu quả hơn cả. Bởi đây nó có ngoài cái nguồn nước, cái môi trường ở đây là còn rất là trong sạch. Cái thứ hai nữa là cái nguồn thức ăn tự nhiên của hồ là rất nhiều. Xí nghiệp thủy sản núi Cốc hiện đang quản lý hơn 16 hecta diện tích nuôi thủy sản, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn cá thương phẩm cùng hàng chục triệu con cá giống, doanh thu khoảng 5 tỷ đồng, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho gần 30 lao động. Tuy nhiên, nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, chưa được khai thác hết tiềm năng hiện có. Thì đơn vị cung cấp những con giống trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang. Định hướng tới là sẽ tận dụng hết các cái diện tích mặt nước, các hồ chứa để chúng ta đưa vào nuôi trồng thủy sản để tăng cái sản lượng lên. Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030, trên 90% số hồ chứa được nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt 6.000 tấn trên năm, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuỗi liên kết để khai thác và sản xuất một cách bền vững. Thông tin chính sách. Theo Điều 12 Thông tư 37 năm 2024 của Bộ Y tế, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với thuốc điều trị ung thư, điều hòa miễn dịch khi đáp ứng các điều kiện sau. Sử dụng để điều trị ung thư khi được chỉ định bởi bác sĩ có phạm vi hành nghề ung biếu, hoặc y học hạt nhân, hoặc huyết học truyền máu, hoặc trường hợp thuộc phạm vi chuyên môn của người hành nghề, theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có bộ phận chuyên môn điều trị ung thư hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật, phạm vi chuyên môn điều trị ung thư theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định sau đây. Trường hợp sử dụng thuốc để điều trị các bệnh khác không phải ung thư hoặc điều trị ung thư, bệnh khác tại các bộ phận chuyên môn không phải chuyên khoa ung biếu. Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán, điều trị thì phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa ung biếu. Tin thế giới, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ, cho phép duy trì hoạt động của hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho giai đoạn từ năm 2026. Đây là bước đi mở đường cho việc thực thi chính thức thỏa thuận này do không cần sự thông qua của Quốc hội Mỹ. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua văn kiện yêu cầu phê chuẩn thỏa thuận các biện pháp đặc biệt SMA. Sau 8 vòng đàm phán, ngày 2 tháng 10 vừa qua, Mỹ và Hàn Quốc đã ký kết SMA thứ 12, trong đó xác định phần chia sẻ chi phí của Hàn Quốc cho việc đồn trú 28.500 quân của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Theo thỏa thuận có hiệu lực đến năm 2030, Hàn Quốc sẽ trả 1.520 tỷ won, tương đương 1,19 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, tăng 8,3% so với mức 1.400 tỷ won vào năm 2025. Lệnh ngừng bắn Israel-Hezbollah có hiệu lực, nhiều người dân Gaza kỳ vọng sẽ có một động thái tương tự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt hơn một năm qua tại vùng lãnh thổ này. Có vui mừng, có một chút thất vọng, nhưng hơn cả vẫn là niềm hy vọng. Đó là tâm trạng chung của nhiều người dân Gaza khi nói tới thỏa thuận ngừng bắn mà quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đạt được tại Liban. Ngay khi thỏa thuận ngừng bắn tại Liban có hiệu lực, giới chức quốc tế đã đồng loạt nhận định đây có thể là tia hy vọng đầu tiên trong cuộc xung đột tại khu vực sau nhiều tháng leo thang. Các cuộc đàm phán đã liên tục thất bại kể từ khi một lệnh ngừng bắn tạm thời sụp đổ sau một tuần hồi tháng 11 năm 2023. Thành phố Bánh Gừng, sự kiện chào mừng mùa lễ hội thường niên của Anh đã trở lại với thủ đô London ngày hôm qua với chủ đề Thành phố tái chế. Cũng như mọi năm, thành phố tái chế được làm từ bánh gừng, phủ kẹo và kem trang trí, nhưng một điểm đặc biệt của phiên bản năm nay đó là việc tái sử dụng các tòa nhà bánh gừng trưng bày của năm trước để theo đúng chủ đề tái chế. Tháp BT của London, nhà hát opera Hoàng gia, khu nhà Strategic London Devonport của Đại học Greenwich là một trong số những tòa nhà nổi tiếng được xuất hiện dưới hình dạng quen mà lạ của bánh kẹo. Tuy nhiên, dù có vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng tòa nhà này lại không có hương vị như mong đợi. Triển lãm được tổ chức ở Chelsea sẽ mở cửa cho công chúng từ ngày 30 tháng 11 cho đến hết ngày 29 tháng 12. Bản tin dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 29 tháng 11 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều nơi có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trời rét, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng núi cao nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, đêm về sáng trời rét hại, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây có lúc có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa nhiều mây có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 13 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây có lúc có mưa, mưa nhỏ, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.